Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyên gia, bất động sản đang tốt lên nhưng vẫn còn nhiều rào cản. Gần đây thị trường nhà đất có những tín hiệu khả quan về giao dịch so với năm 2023. Nhiều nhận định đưa ra, từ cuối năm 2024 trở đi có thể là chu kỳ mới của thị trường địa ốc. Song, cũng không ít ý kiến cho rằng quá sớm để kỳ vọng thị trường phục hồi, nhất là trong bối cảnh còn khá nhiều doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2024 có 97.299 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong tháng 5, cả nước có 11.391 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng gần 1%. Về lượng giao dịch nhà đất, theo số liệu từ các sở xây dựng, lượng giao dịch đối với đất nền trong quý 1 năm 2024 có 97.659 giao dịch thành công, tăng 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ giảm 19%, cùng 35.853 giao dịch. Nhìn vào số liệu cho thấy, thanh khoản đang có sự cải thiện, nhưng giao dịch phân khúc căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ, nhu cầu ở thật giảm. Còn đất nền tăng đồng nghĩa thị trường đang có tính đầu cơ cao, chưa thể gọi là tích cực. Bên cạnh đó, lãi suất tại các ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại, còn thị trường vàng đang nhảy múa chưa hồi kết. Và ba bộ luật đã được thông qua nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Nếu có hiệu lực thì thường độ trễ luật mất khoảng 6 tháng. Như vậy thị trường sẽ không tận dụng được nền lãi suất thấp như hiện nay. Có thể thấy thời gian qua, một số dự án chưa đưa ra mức giá cao nhưng khả năng hấp thụ ít, tính thanh khoản về phân khúc căn hộ, nhà ở hạn chế, do sản phẩm này không đại diện cho mức thu nhập trung bình của người dân. Về đất nền, giao dịch nhiều do nhà đầu tư không thể đầu tư vào các dự án đã hình thành vì giá cao cũng có thể vượt quá khả năng chi trả, nên việc nhà đầu tư lựa chọn mua đất nền để tích lũy vài năm cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tâm lý của người mua hiện nay vẫn khá thận trọng. Trong chia sẻ tại diễn đàn mới đây, tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho hay, bất động sản đã có tín hiệu về sức cầu nhưng không phải tốt hoàn toàn. Tôi và các chuyên gia cho rằng chưa bao giờ thị trường bất động sản khó như bây giờ. Doanh nghiệp rời khỏi thị trường nhiều hơn doanh nghiệp thành lập. Theo việc thống kê các chỉ số bao nhiêu doanh nghiệp được phép xây, mở bán dự án thì phải nhìn vào vấn đề bao nhiêu doanh nghiệp còn tồn tại, họ tồn tại ra sao. Doanh nghiệp chính là chỉ báo của nền kinh tế. Ở một giai đoạn doanh nghiệp địa ốc rời đi cao hơn doanh nghiệp thành lập, chứng tỏ thị trường bất động sản còn khó. Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhấn mạnh. Vị này chia sẻ, chúng ta phải nghiêm khắc nhìn ra vấn đề của bất động sản. Đúng là thị trường đang tốt lên nhưng chưa nói đủ sự thật. Các số liệu phản ánh quý này tốt hơn quý trước nhưng các vấn đề bên trong đã chưa được mổ xẻ. Từ Covid-19 đến nay, doanh nghiệp bất động sản xây dựng gặp khó khăn hơn hẳn so với các doanh nghiệp lĩnh vực khác. Vừa qua, căn hộ làm ra rao bán không được, ngay cả việc giá cả neo cao nhưng cũng không thể thực hiện điều chỉnh được. Giờ lúc còn khó khăn như hiện nay, nhiều giao dịch bất động sản chưa chắc đã là thực. Theo các chuyên gia, để thị trường bất động sản tốt lên, các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét lại giá đất, triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn về pháp lý. Còn đối với doanh nghiệp bất động sản, cần phải bình tĩnh làm đúng chức năng của mình. Bạn thấy sao về những nhận định của các chuyên gia? Hãy để ý kiến ở dưới phần bình luận nhé! Quốc hội đồng ý luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện ngày 26 tháng 5 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng theo báo Chính phủ. Công điện gửi Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các chính sách mới của những luật trên sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật đất đai 2024, luật nhà ở 2023 và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm, dự kiến từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, thi hành 4 luật trên theo thẩm quyền và trách nhiệm đã được giao, hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật. Đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Chính phủ đã có tờ trình đề xuất luật đất đai sửa đổi có hiệu lực sớm hơn từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Nếu được Quốc hội thông qua, luật sẽ sớm đi vào cuộc sống. Luật đất đai sửa đổi góp phần quan trọng công tác hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho quản lý, sử dụng tài nguyên đất, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai. Luật đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều với nhiều điểm mới. Trong video này, chúng ta sẽ tóm lược một số điểm mới của luật này. Luật đất đai năm 2024 không phân biệt công dân Việt Nam định cư trong nước hay ở nước ngoài trong tiếp cận đất đai, không phân biệt tổ chức kinh tế trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà không phải đáp ứng điều kiện, không phải thực hiện thủ tục đầu tư quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư trong tiếp cận đất đai. Bên cạnh đó, luật quy định nhóm người sử dụng đất gồm thành viên hộ gia đình thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất. Luật đất đai sửa đổi đã bổ sung quyền lựa chọn hình thức trả tiền cho thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất mà có nhu cầu sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích được giao để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thì được chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm. Bổ sung quy định cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa trong hạn mức giao đất. Trường hợp quá hạn mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế, phải có phương án sử dụng đất trồng lúa và phải được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt. Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban Nhân dân cấp huyện chấp thuận. Quy định rõ người sử dụng đất mà được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trường hợp chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải nộp cho nhà nước một khoản tiền tương ứng với số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn giảm. Luật mới đã xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 3 cấp, song vẫn đảm bảo đồng bộ với pháp luật về quy hoạch, đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, luật đơn giản hóa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, không yêu cầu phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được cấp tỉnh trở lên phê duyệt. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn tư nhân đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc trường hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với thửa đất của hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường công khai minh bạch sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất, quy định rõ ràng hơn về việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bổ sung hoàn thiện các quy định về việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Luật mới cũng quy định rõ ràng, cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, tuân thủ hiến pháp. Trong đó quy định rõ 31 trường hợp cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Hoàn thiện quy định về thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh trong trường hợp chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn thực hiện thu hồi đất. Bổ sung quy định về trường hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản công thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của luật thì không phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.